những ngày cuối năm đi cả nhà. Rất là vui khi được quý khách ủng hộ đến Phường Mai nhà em nha. Hàng bây giờ là tụi em phải tăng ca, tại vì bưu điện đã ngưng nhận hàng, ngày mai là ngày cuối rồi, cho nên là tụi em phải tăng ca. Còn các cái đơn khác nếu mà tụi em làm không kịp á, thì xin hẹn quý khách lại mùng 4 mà em bắt đầu khai trương lại nha. Đó, đây cả nhà. Đó, cảm ơn quý khách đã ủng hộ đến Phường Mai nhà em nha. Từ ở dưới cho tới lên trên luôn cả nhà. Mọi người đang làm tích cực để gửi hàng nhanh chóng cho chúng ta ha. Đó, bây giờ xe bưu điện cũng đang nghe lấy hàng đây. Nhưng là ngày nay em làm hết công sức thì được khoảng 200 đơn cả nhà. Làm hết công sức luôn rồi đó. Rồi, rất là cảm ơn cả nhà đã ủng hộ đến Phường Mai nhà em nha.